Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Long Lùng Vlog của mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay em review một cái món ăn đơn giản của người miền Tây nha cả nhà. Đây là cá điều hồng nè. Sáng nay em đi chợ em mua cá điều hồng này là 700 gram á, con cá này nè. Nhà ta đánh giải này kia hết về mình rửa cho nó sạch lại cho nó thơm ha. Đây, cá điều hồng chiên giòn thì mình ăn với nước mắm nè, nước mắm chua ngọt. Còn đây là dĩa rau nè, đó, mình trang trí như vậy nè, để nhìn cho nó bắt mắt cái món ăn mình ha cả nhà, rất là ngon không? Đây, cá nè, chiên rất là giòn luôn. Giòn từ đầu tới cái đuôi luôn nè cả nhà, cái đuôi nè. Rất là ngon nha cả nhà. Rồi em sẽ review sơ cho cả nhà xem cái món ăn này thôi nha cả nhà. Tại vì em bận dữ lắm, em không có ra video dài được. Cả nhà cũng thông cảm cho em ha. Khi nào em sẽ ra video dài em đăng lên tab cộng đồng trước cho cả nhà cùng đón xem nha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong thời gian qua đã và ủng hộ kênh Long Lùng Vlog của mình nha. Một lần nữa em xin kính chúc cả nhà mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình ha, và có một cái bữa cơm ngon miệng cùng gia đình. Cả nhà yêu thích nhớ cho mình một like nha, và nhớ đăng ký và bấm cái chuông để nhận thông báo từ video mới nhất của mình. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn. Em sẽ dừng clip ở đây.